Từ thời xa xưa, ở thế giới thực tại có hai thanh kiếm ánh sáng, một bên tượng trưng cho chính nghĩa do ông Xu Hào nắm giữ, một bên tượng trưng cho sự tà ác của thuộc về tên Húc. Trong một lần chiến đấu, Húc đã dùng mưu kế để tiêu diệt ông của Xu Hào. Trước khi lâm chung, ông của Xu Hào đã dặn dò bằng mọi cách phải tìm được cây kiếm ánh sáng để bảo vệ hòa bình của thế giới. Liệu Xu Hào có thực hiện được lời hứa của ông mình và bằng cách nào để tìm được thanh kiếm ánh sáng đó? Thì mời các bạn đón xem video Xu Hào biến hình Spider-Man đại chiến kiếm ánh sáng với Hulk. Xu Hào à, Linh Nhi thành thật chia buồn cùng với gia đình cậu nha. Nhưng mà việc quan trọng cấp bách bây giờ là cậu phải tìm được cái kiếm ánh sáng và chống lại Hulk. Tớ cũng muốn tìm thanh kiếm ánh sáng lắm chứ, nhưng mà tớ đâu có biết chỗ nào để kiếm đâu. Với lại tớ đâu có giỏi như ông tớ đâu. Nếu như cậu không giỏi thì cậu cũng có thể luyện tập thêm mà Xu Hào. À đúng rồi, tớ có cách tìm được cây kiếm ánh sáng cho cậu rồi đó Xu Hào. Thật không? Cái nào vậy Linh Nhi? Ở nhà tớ có một cái iPad Gen 9, chúng ta có thể tìm được tất cả mọi thứ bằng định vị GPS. Ồ hay vậy, vậy cậu cho tớ mượn nha. Tất nhiên là Xu Hào, Linh Nhi sẽ cho cậu mượn mà. Nhưng mà có điều là iPad Gen 9 của tớ không có định vị chính xác cụ thể là cái kiếm nó nằm ở đâu, chỉ biết rằng nó nằm trong khu rừng sương mù. Wow, như vậy là cụ thể rồi đó. À, mà cậu có thấy khát nước không? Cậu nói tớ mới để ý, khát nước quá trời luôn nè. Mà cậu uống nước gì đây, để tớ mua cho. À, Linh Nhi uống sữa cun sô cô la lúa mạch nha. Ok, chờ tớ một tí nha. iPad Gen 9 à? Tao phải nghĩ cách để lấy iPad Gen 9 của nó mới được. Còn hàng Xu Hào muốn tìm cái kiếm ánh sáng à? Không dễ như vậy đâu. Ủa Xu Hào, sao cậu về nhanh vậy? Sữa đâu? Sữa gì? Không phải là hồi nãy cậu bảo rằng đi mua sữa cun sô cô la lúa mạch cho tớ hả? À, quên mang tiền. Này, Linh Nhi, cho tớ mượn iPad Gen 9 đi. Tớ muốn tìm cái kiếm ánh sáng ngay bây giờ. Được rồi Xu Hào, vậy bây giờ cậu về nhà tớ đi, tớ lấy cho cậu mượn nha. Ok, vậy mình đi. Ừ. Tớ mua sữa về rồi Linh Nhi. Sao có ai giống mình đứng gần cậu vậy Linh Nhi? Tớ là thật chứ ai, hắn chính là giả rồi. Cậu mau dẫn tớ về lấy iPad Gen 9 đi. Nó là giả đó Linh Nhi, tớ đi mua sữa cho cậu nè. Xu Hào, ngươi thông minh lắm, như vậy là ta đã bị phát hiện rồi. Xu Hào, cứu tớ, cứu tớ. Húc, mau thả Linh Nhi ra mau, nếu không ta sẽ cho những người biết tay. Xu Hào, cậu có làm sao không? Cháu chó mà đòi đá xe. Muốn giải cứu con bé này thì hãy mang iPad Gen 9 đi gặp ta. Linh Nhi, Linh Nhi. Trời ơi, Linh Nhi bị hút bắt đi rồi. Mình phải tìm thanh kiếm ánh sáng để giải cứu Linh Nhi mới được. Trước khi bị hút bắt thì Linh Nhi có bảo mình là iPad Gen 9 định vị được cây kiếm ánh sáng nằm trong khu rừng sương mù này. Bây giờ mình sẽ vào khu rừng để lấy thanh kiếm mới được. Cháu ơi, cháu có thể xỏ kim vào chỉ giúp bà được không? Xỏ kim hả bà? Để cháu xỏ giúp bà nha. Bà trông cậy vào cháu nha. Dạ. À xong rồi nè bà ơi, cháu gửi bà. Bà cảm ơn cháu nha. Dạ không có gì ạ. À bà ơi, bà cho cháu hỏi, trong khu rừng sương mù này bà có biết thanh kiếm ánh sáng nằm ở đâu không bà? Cháu tìm thanh kiếm ánh sáng để làm gì? Cháu tìm thanh kiếm ánh sáng để giải cứu bạn cháu ạ. Trong khu rừng này nhiều cảm bẫy lắm, cháu đi về đi. Không, dù khó khăn cỡ nào cháu cũng phải vào khu rừng để lấy thanh kiếm giải cứu bạn cháu, cháu không về đâu. Khá lắm. Sao bà đẹp quá vậy? Lần đầu tiên cháu thấy người đẹp như bà đó. Ta thấy cháu thật thà dũng cảm cho nên ta sẽ giúp cháu vượt qua những thử thách trong khu rừng này. Wow. Đây là những món bảo bối cool, nó có thể giúp cho cháu vượt qua thử thách để tìm thanh kiếm ánh sáng ta tặng cho cháu. Ồ đẹp quá. Bà đâu rồi? Cháu cảm ơn bà. Ơi sa mạc rộng lớn thế này, nắng nóng rồi chứ. Làm sao để qua được sa mạc đây? Ước gì có một cái nón nhỉ? À đúng rồi, ba lô của mình là ba lô hoodie nên có nón bên trong nè. Bây giờ mình sẽ đội nón lên để qua sa mạc mới được. May quá. Hả? Quái vật. Bây giờ mình phải làm sao đây ta? À đúng rồi, mình có cách rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng quạt cun để thổi bay con quái vật này.
Wow, nó bỏ đi rồi kìa. Ui, con cun này lợi hại thật đấy. Yeah, mình đi tiếp thôi. Tên kia, nhà ngươi đi đâu? Ơ, sao lại có hacker trong khu rừng này thế nhỉ? Hacker không được ở trong rừng à. Nhưng mà ngươi biết địa bàn này là của ta hay không? Vậy hacker có thể chỉ cho ta chỗ cái kim ánh sáng được không? Nói chuyện mắc cự quá à, mắc mới vậy tao phải chỉ cho nhà ngươi. Vậy thì phải làm sao thì ông mới chỉ đường cho tôi? Ở đây có một bức tranh trắng đen. Tao muốn ngươi không dùng màu mà có thể tô được nó. Nếu làm được ta sẽ chỉ cho ngươi. Không dùng màu mà vẫn tô được màu á? Sao khó thế nhỉ? À, mình sẽ uống sữa cun để tăng sự thông minh mới được. À, mình có cách rồi. Túi bút cun thần kỳ. Trong bộ túi bút cun này sẽ có một cây thước, một cục tẩy và hai cây bút chì nha. Bây giờ mình sẽ hô biến cây bút chì này thành cây bút thần kỳ này. Umbala hô biến. Yeah. Như vậy là mình có một cái bút thần kỳ rồi nè. Bây giờ mình sẽ tô màu thôi. Đây các bạn nhìn đây. Đây là cái bút thần kỳ nha. Nó không có màu gì hết. Bây giờ mình sẽ tô màu lên nè. Wow, màu bắt đầu hiện lên rồi. Đây là bức tranh của ông. Tôi đã tô màu xong rồi mà không cần dùng bút màu nha. Đó lắm, cao lắm. Bây giờ ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Ngươi chỉ cần đi hẳn, đi qua hai ngọn núi, bơi qua một cái hồ là sẽ tới. Ồ, vậy hả? Cảm ơn ông, tôi đi đây. Okay. Mệt quá. Sau khi leo qua hai ngọn núi thì bây giờ mình sẽ vượt qua cái hồ này. Nhưng mà cái hồ này sâu quá, làm sao mình vượt qua được đây ta? À đúng rồi, mình sẽ nhờ sự trợ giúp của bóng phản quang cun. Hình như mình thấy thanh kiếm ánh sáng nằm dưới đáy hồ này thì phải. Mình phải lặn xuống dưới lấy mới được. Yeah, mình đã lấy được thanh kiếm ánh sáng rồi nè. Mau thả ta ra, đồ tôi không gian ác kia. Thả ngươi cũng được, đợi tên kia mang bát danh chính tới, người ta sẽ thả ngươi ra. Xu Hào sẽ đến đây sẽ cho nhà ngươi biết tay. Ngươi khinh thường ta hả? Thằng nhãi ganh nó làm được cái gì? Nhà ngươi có cái gì mà đòi đánh thắng Xu Hào? Xu Hào mà tìm được cây kiếm ánh sáng Spider-Man chắc chắn sẽ đánh bại nhà ngươi. Cái thanh kiếm đó thằng Akko nó làm gì mà kiếm được? Nếu mà kiếm được cũng không quýnh là ta đâu. Ông của hắn từng bại với cái kiếm của ta không nhớ à? Nhưng mà thanh kiếm của ông có gì mà đặc biệt mà đánh bại kiếm của ông của Xu Hào vậy? Thanh kiếm của ta đại diện cho ác ma được kèm 7749 năm ánh sáng địa ngục nên rất là mạnh, không ai đánh bại lại ta đâu. Có chắc là không ai đánh lại ngươi không? Ngươi là ai mà xíu cho chuyện của ta? Là ta đây, Xu Hào đây. Ngày hôm nay ta sẽ lấy lại công lý cho gia tộc của ta. Xu Hào là cậu ơi, cậu tìm được cái kim ánh sáng rồi đó hả? Đòi lại công lý hả? Dậy lên, lên. Xu Hào cẩn thận. Nhắc con tìm được cái kim ánh sáng coi như là như giỏi á. Nhưng không quýnh lại ta đâu. Quýnh lại hay không còn chưa biết, mau xuất chiêu đi. Kiểu đánh của người y như ông người, làm sao đánh lại ta? Còn như vậy thì sao? Một người nhóc con, xin ta đây. Công nhận cái kiếm của người cũng mạnh đấy. Kiếm mà ông tớ truyền lại nên tớ mới đánh lại đó. Để tớ gửi đó cho con nha. Cảm ơn Xu Hào. Thôi tụi mình đi về đi. Đi.